toàn nhân dân. Thế do vậy mà chúng tôi cũng rất là mong các cái pháp là các loại giống cây con mới thì nó cũng là một dịp để nắm tâm tư nguyện vọng của các ủy chính quyền của huyện. Vì chúng ta cái buổi đối thoại nó phải là cái diễn đàn thực sự là dân chủ, ở đó thì chúng ta cùng lắng nghe, cùng chia sẻ, thấu hiểu để thống nhất về mặt nhận thức và quyết tâm trong hành động giữa cán bộ lãnh đạo các cấp và cùng nhân dân bàn bạc giải quyết. Một là viện cây lương thực thực phẩm ở Hải Dương, thì chúng tôi xuống đây thăm lên chủ yếu xem cái mô hình trồng cây vụ đông, có thì đặc biệt là hướng dẫn cái quyết định số 189. Nếu đầu tư sẽ phát triển thì đời sống nhân dân được nâng cao ngay, có những hộ giảm bớt nghèo ngay, chúng ta phải ưu tiên. Việc xây dựng nông thôn mới, chúng ta xây dựng theo 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thì cơ bản là các cái tiêu chí chúng ta cơ bản của Thọ Lộc đã năm 2014 đã được xây dựng nông thôn mới đã được thành công, và các cái mục tiêu để mà phát triển chúng ta đã đang từng bước, nói chung về 19 tiêu chí thì Thọ Lộc đều đạt được, nhưng bây giờ chúng ta từng bước để hoàn thiện các hạng mục công trình theo cái đề án xây dựng nông thôn mới theo 19 tiêu chí. Thì trên lĩnh vực đấy thì tôi thấy cái việc mà thứ nhất là cái rồi liền đổi thưởng và cả hỗ trợ mang lại lợi ích rất lớn cho người dân. Thứ nhất là chúng ta lại bố trí sắp xếp lại lao động, hai nữa là lao động dư thừa bây giờ chúng ta lại đi hoạt động theo các cái doanh nghiệp xí nghiệp để tăng thêm thu nhập hộ gia đình. Còn những người sản xuất mà chúng ta thuần túy nông nghiệp thì chúng ta tiếp tục là có thể là mượn ruộng thuê ruộng để chúng ta có như là thành lập các cái khu để chúng ta chuyển dịch cơ cấu để mà chúng ta phát triển kinh tế hộ gia đình cũng như phát triển kinh tế của địa phương. Việc phải di chuyển mô mả để lấy đất phục vụ cho đất đường nội đồng đã có nhiều gia đình được hỗ trợ vì mô mả đó nằm trên tuyến giao thông và thủy lợi theo chính sách của huyện đề ra. Còn 21 hộ chưa được hỗ trợ, lý do là mô mả của các gia đình đó nằm trên khu đất lấy đất để đắp đường. Vì thế cho nên chúng tôi đề nghị huyện tiếp tục có chính sách hỗ trợ 3 năm thực hiện. Thì phải nói là báo cáo đồng chí là hiệu quả thì hầu như là phải trên 90% là không còn nằm trong nhà dân nữa. Đầu tư kinh phí là xã Phúc Hòa xây dựng nguyên lên 2 của trường cấp 1, cứng hóa đường trục chính giao thông nội đồng. Bởi hiện nay các tuyến đường trục chính giao thông nội đồng đều là đường đất đã bị xuống cấp nghiêm trọng, nhân dân đi lại thì rất khó khăn. Ta thì dình ra ngày này sang ngày nọ, ai cũng khổ, cô dâu chú rể cưới xong là bơ vờ, bố mẹ thì bàn tính cách để đi trả nợ, thì đấy là vấn đề mà chúng ta cần phải khắc phục. Thứ hai về tăng văn minh, các bác có nêu hai khía cạnh, thứ nhất là tăng kinh phí hỗ trợ, thì cũng đề nghị với các bác là cái kinh phí hỗ trợ hiện nay thành phố hỗ trợ là 4 triệu, huyện hỗ trợ là 2 triệu, nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu như thế này, tăng văn minh không chỉ được cho xã hội, mà trước hết từng gia đình phải hiểu là cái đấy có lợi cho từng gia đình. Giải quyết được vấn đề vệ sinh môi trường trong từng thành viên trong gia đình, đỡ cái việc chúng ta phải cải táng bốc mộ, đúng không ạ? Đấy là một vấn đề vệ sinh, rồi thời gian, rồi công thức, rồi công sức, rồi thậm chí kể cả cái nỗi đau nó kéo dài cũng là một vấn đề. Nếu mà ai cũng dành đất ở nghĩa trang, đúng không ạ? Rồi ai cũng làm mộ tươi, xong lại làm mộ khô cải đi cải lại như vậy, thì xã hội tốn kém và vô cùng phức tạp. Từng gia đình phải ý thức rằng cái đấy có lợi cho chính mình. Cho nên cũng thưa các bác là khi nhà nước rồi huyện có điều kiện đến lúc như vậy thì ta hỗ trợ như vậy, thì bà con nhân dân hãy hài lòng với mức đó, mà mình phải thấy cái lợi đầu tiên là cho gia đình mình. Nhân dân đã rất phấn khởi được là trồng các loại giống cây về chuyển đổi mô hình để nâng cao đời sống cho người dân. Và một vấn đề nữa là chúng tôi thấy là đối với công tác đào tạo thì các em nhân dân đã và đang tiếp cận cùng với học sinh của thành phố. Các em đã tham gia rất nhiều các hoạt động để xứng đáng với thủ đô Hà Nội mà các cấp ủy đảng quan tâm. Về yêu cầu đầu tư, cái nhu cầu đầu tư của chúng ta cho phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới là rất lớn, cũng như đại biểu ở hiệp thuận có kiến đề án nông thôn mới chúng ta xây dựng đấy là mỗi xã xung quanh khoảng từ 200 đến 300 tỷ, nhưng đến bây giờ chúng ta hết năm nay thì có 17 xã sẽ được thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 1. Hôm nay thì báo cáo đồng chí quý vị đây là chuẩn nông thôn mới giai đoạn 1 2011-2015. Như vậy có nghĩa rằng
giai đoạn sau chúng ta vẫn phải làm tiếp, mà phải làm nhiều năm thì nông thôn mới nó ngày càng hiện hữu và ngày càng trở thành hiện thực, và nhân dân sẽ được hưởng thụ từ cái kinh tế, các giá trị về tinh thần và tính cố kết cộng đồng trong đó, chứ không phải nông thôn mới xây xong nghĩa xong, nó còn mãi mãi theo chúng ta, mãi mãi theo thời gian, mà càng ngày nó càng tốt đẹp hơn, càng ngày càng tinh khiết hơn và văn minh lịch sự bền vững hơn.